Lại tiếp tục về được một lô loa phục vụ anh em chơi nhạc bình dân. Lô này xả cho các bác giá rất là tốt. Kho hàng bên em thì liên tục về những cái dòng loa bãi. Tuy nhiên là hàng chọn lựa cho nên là các bác có thể ngắm nghía nhìn nó rất là đẹp. Và đương nhiên là về thì nó có những cái đôi nó bụi bặm hoặc là nó gì đấy thì bẩn thỉu thì em sẽ vệ sinh qua để đến tay các bác là các bác chỉ việc chơi thôi. Thì đưa tới đây thì sẽ báo giá từng đôi nhé. Cái clip nào em sẽ báo giá đôi của cái clip đấy. Bởi vì các bác hình dung là loa bãi thì không phải là em bán một đôi mà hôm nay là ngày 16 tháng 7 nhé. Thì ví dụ em có đôi D5000. Đấy, nhưng mà trước đây khoảng một tuần cũng có đôi D5000 nó về mà đồ cũ lại không có cái đôi nào giống đôi nào cả, cho nên các bác theo dõi clip của ngày hôm nào em báo giá của ngày hôm đấy. Đấy, và các bác xem clip thì các bác lưu ý giúp em. Đấy, giá rất là tốt, hàng đẹp, tuyển đẹp, và cái clip này sẽ tập trung làm những cái dòng hàng loa bình dân thôi, dòng loa tầm 2 triệu rưỡi đến 3 triệu rưỡi, 3 triệu, 2 triệu 7, 2 triệu 8, tầm tiền như thế thôi. Đây nhá, bên này em có khoảng mấy chục đôi. Các bác nhớ tí nữa sẽ lưu ý giúp em cái model nhé. Bên này em còn một mớ nữa. Đã về thì về rất là nhiều. Xả bớt đi cho nó rộng chỗ để còn đón hàng mới về. Đấy, tuy là hàng xả nhưng mà vẫn là đẹp long lanh luôn. Ngoài không lòng vòng nữa. Bây giờ sẽ đi vào chi tiết báo giá cho các bác. Các bác lưu số này vào nhé. Lưu số này vào này. Kể cả trong lô này các bác không chưa có đôi nào ưng, chưa có đôi nào vào gu các bác đấy, thì các bác có thể đợi clip sau đấy. Tuy nhiên là cái lưu cái số này vào nhờ, nhớ đăng ký kênh của em. Hàng về rất là nhiều, hàng bãi thì nó 5-7 loại hàng đấy, hàng đẹp hàng xấu. Tuy nhiên là trong lô này thì cổ nhưng mà toàn hàng đẹp phục vụ anh em. Và sau đây sẽ báo giá cho các bác những cái đôi loa rất là bình dân nhá. Đầu tiên nhá, đôi này thì đôi Pioneer đi, thương hiệu Pioneer là rất là nhiều anh em thích. Đôi Pioneer này nó đôi Pioneer 510V nhé. Lô này em để giá 2,6 triệu. Đấy, đôi này gân zin, đôi nào tình trạng như nào em sẽ báo cho các bác luôn nhé, tránh nó mất thời gian. Đấy, anh em mình là theo tiêu chí là thuận mua vừa bán, 2,6 triệu anh em cảm thấy được thì bốc máy hoặc là đến trực tiếp nhé, tốt nhất là đến trực tiếp. Đấy, tất cả đây là đều đã test tiếp kỹ hết rồi và anh em đến trực tiếp em lại test thêm cho lần nữa. 2,6 triệu một đôi này, Pioneer thương hiệu này về Việt Nam rất là nhiều anh em thích. Đây mã của nó đây, dừng màn hình như này để các bác chụp luôn màn hình vào. Đấy, 2,6 triệu, 2,6 triệu anh em nhé, 2 triệu này, 600.000, êm chưa. Kênh này là kênh Thắng Audio nhé, các bác gọi số này thì là Thắng Audio đó, đừng có nhầm ông khác nhé. Cái biển này là biển của Thắng Audio đó, được có nhầm lời cái thương hiệu khác. Đấy, 2,6 triệu nhá. Tiếp theo bên cạnh luôn đi, lại Pioneer luôn, báo hết Pioneer một loạt cho các bác nắm cho nó dễ nhá. Đôi này là đôi G100V này, đôi này để cho các bác 2,750. Đấy, đôi này tình trạng nó như nào, gần zin. Thực ra thì những cái loa dòng bình dân này thì các bác chơi rất là yên tâm ở cái chỗ là nó không bị lai cái gì đâu, bởi vì nó rất là cỏ rồi. Những cái hàng loa hay vài trăm triệu hoặc là vài chục triệu thì có thể nó còn liên quan đến này kia, chứ còn những cái dòng loa này nó rất là bình dân rồi, cho nên là mình sẽ báo những cái tình trạng ví dụ gân nó còn zin hay làm rồi. Đấy, để anh em nắm được. Đôi này gân zin mang carbon nhé, vừa nãy chưa giới thiệu con 510 này cũng mang carbon. Đấy, Pioneer G100V 2,750. Các bác chụp ảnh màn hình luôn vào cho em máy nhá. Đấy, rồi Pioneer này, xem một chút đây Pioneer nữa nhé. Con này là con 710V nhé. Con 710V này thì nó hơi khác cái dòng là hai cái dòng vừa rồi em báo. Ở dưới đây nó có một cái super bass, nó hơi củ chuối, nó super bass xong nó lại hơi loằng hoằng thêm là nó làm một cái lưới lề sắt. Mà các bác nào mà chơi loa nghe ấy, thì các bác hãy hình dung đến những cái dòng đấy. Đây là em vỗ nó co 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 xong rồi nó có một cái super bass, nó lại quay cái củ nó quay ngược sang này. Bình thường loa bass là các bác nhìn loa bình thường là nó quay mặt ra đây,
Nhưng ông này ông lại quay cái củ ra ngoài. Đấy, và củ ông in một cái chữ này. Bớt pun. Đấy, subwoofer này. 3.000 này không? Đôi này em để giá là 2.950.000. Chụp ảnh màn hình vào cho em nhé. 2.950 nhé, đôi này nhá. Đẹp không tí vết luôn, đẹp long lanh luôn. Cái gân này phải thay rồi này. Anh em nhìn nhá, cái gân này thay này. Đấy, mang là mang carbon. Đấy, con này gân thay này. Đấy. Các bác lưu ý giúp em nhé, cái gân thì nó không quan trọng đâu, bởi vì gân nó là những cái con mà dùng gân mút, gân cao su là gần như về phải thay hết. Nếu không thay bởi vì nó mủn hết rồi. Dùng bao năm rồi, như các bác đi cái ô tô hay đi xe máy hay đi xe đạp thế thôi. Cái lốp, cái xăm, kể cả không đi nó bị lão hóa nó sẽ mủn thì mình sẽ thay. Còn này thế nha. Các bác lưu ý cái dòng này nó có cái xúc này. 2950. Đấy. Đây nữa cũng là 710, 2950 anh em nhé. Đôi này đắt hơn một tí này. Đôi này đôi 910V. Đấy. Hai đuôi đứng cạnh nhau thì các bác sẽ thấy nó khác nhau này. Cái ông tép này ông ấy không có lưới. Còn ông tép này ông có lưới. Đấy. Thì qua clip này thì các bác sẽ pro hơn ở chỗ là các bác chỉ cần nhìn từ xa các bác biết. À, thằng nào là thằng loa 710. Còn thằng nào là thằng 910. 910 này. Bát, super bát dưới này lưới này, super bát trên này lưới này. Và đôi này thì em để giá 3 triệu mốt. Đấy. Báo luôn nhé các bác nhé. Đồ là đồ cũ, đồ bãi. Đấy, em nhấn mạnh như thế. Thuận mua vừa bán, anh em mà có tiền 3 triệu mốt thì anh em thích đôi này thì em gọi điện cho em. Thì là lấy đôi này. Đấy, không có lòng ngoằng. Đấy, 3 triệu mốt anh em nhé. Các bác xem clip này thấy có vấn đề gì hay gì thì cứ để lại comment ở dưới, em có thể sẽ chiều cho các bác, có thể ví dụ các bác muốn là thôi bây giờ test hay thế này thế kia thì các bác cứ để comment ở dưới, em sẽ cố gắng chiều các bác hết sức. Mong muốn là sau này kênh Thắng Audio mà được 1 triệu subscribe thì thôi lúc đấy em sẽ không đi bán loa nữa, mà em chỉ làm những cái review về loa này thôi để em lấy tiền của bọn YouTube, chứ em không đi bán loa nữa. Đấy, mong muốn ước muốn của em là như thế. Và khi được 1 triệu subscribe rồi thì em làm rất là nhiều cái hay ho đấy, nhưng khả năng là nó cũng lâu đấy. Đấy, PNR nhé. Xem còn đôi gì đây, PNR để em xem trong lô nha. Đây nữa có đôi PNR J700V. Con kia là con đấy, con này là con J700V anh em nha. J700V này là 2.9. Con này gân zin. Gân zin này, gân zin nó là gân vải gãi sột 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 này. Đấy, 2.9 PNR. Đây là mấy PNR, PNR lô này có súp mà về nhiều quá. Tha hồ anh em thích, tha hồ chọn nhá. Đây đôi trong này 4 chiếc này là 710 hết. Đấy. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác đôi này đi. Đôi này là đôi đây có đôi 510 đây. 510 đây. 510 là có hai đôi nhé. Vừa rồi có báo các bác rồi. Đấy. Rồi sang đôi Soli này, Soli 715 này. Rất là đẹp luôn, con này mang carbon. Con này rất là nổi tiếng này. Mặc dù nó ít tiền nhưng mà nó rất là nổi tiếng này, con này vì nó nổi tiếng cho nên em bán giá rất đắt nhá, bán giá 2.8 triệu. Cực kỳ đắt luôn. Mang carbon. Đẹp long lanh luôn. Nói vui thôi không đắt đâu. Tuy nhiên là cái dòng mà 715 AV này thì rất là nhiều anh em biết rồi. Đấy, loa zin gân zin luôn. 2.8 triệu. Rất là đẹp. Đây, thông số đây. Có này các bác gì cái thông số đó các bác chụp màn hình lại. 2.8 triệu. Ở đây có đôi PNR nữa đây. PNR. Đây cái đôi PNR cái gông gông inox này. Còn rất là đẹp. Con này gân zin. Con này bán giá 2.8 triệu nhé. 2.8 triệu anh em lưu vào giúp em nhé. Thích đôi nào thì bốc máy gọi cho em đôi đấy. Đấy, toàn hàng đẹp luôn. Đôi tích lích D 5.000 2950 nhé. Đôi này hôm nay rất là đẹp. Các cái gầm còn sẵn quắc, còn mỗi cái ốc là gì thôi. Ốc gì bác làm về chịu khó khéo tay để đánh rửa đi.
mà không thôi cứ để lại cho đúng chất bãi. Nhiều bác bảo là ví dụ ốc nó rỉ đồ xịn làm sao nó rỉ, thưa các bác là nó mấy chục năm rồi, nó rỉ là chuyện không tránh khỏi. Nhưng mà như cái đôi này mà kiếm được kể cả gông nữa nó còn đẹp nên là tốt lắm rồi. Còn những cái chuyện nó rỉ nếu nó hao mòn theo thời gian. Còn anh em nào mà muốn nó đẹp long lanh thì chắc là phải thay ốc hoặc là mua hàng mới. Đồ này là đồ bình dân, anh em chơi mình nên có những cái thông tin để mình chơi cho nó hợp lý. Đây là đôi Sansui 700DI, đôi này bán 2850 nhé. Loa Sansui 700DI này, quay gần cho bác xem gần như là gần zin, nó là gần vải zin luôn đấy. Para D50 2950. Đôi này thì em vẫn còn mấy đôi trong kho nhưng mà nó xấu hơn, nó xấu hơn và vẫn chưa dọn, thì còn cái D50 là còn khoảng 6 đôi trong kho nữa. Nếu các bác nào lấy 6 đôi trong kho mà về tự dọn thì em để trừ đi khoảng vài trăm nghìn tùy đấy, để về tự dọn các bác bán. Đây đôi đẹp nhất em lùi đây đấy, bên cạnh nó đôi ken út nhé, đôi ken út này 3 triệu, rất là đẹp, gân zin đây, gồng xung quanh nó viền vàng, 3 triệu ken út. Đó, cơ bản là xong cái dãy bên này, em sẽ quay sang dãy bên này cho các bác ngắm nhé. Đây, dãy bên này thì có một số dòng mà để anh em ngắm đã. Đây, G700V thì ok bên kia nhé. À đây, có đôi đờn ông 7V này. Đôi đờn ông 7V này để cho các bác giá là 3,2 triệu. Đẹp long lanh luôn, như mới luôn nhé. Loa đờn ông nhé. Con này gân zin nhưng mà nó là gân cao su, tiếng rất là hay. Cái dòng này thì nó trở kháng 6 ohm mà độ nhạy nó rất là cao. Độ nhạy tận 92 decibel. Các bác chụp ảnh màn hình vào nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Lọ cỏ mà rất là đẹp, nhìn rất là chất. Sony AV1 màng carbon gân zin 2950, đẹp long lanh. Các bác nhìn cái cứa của nó, tay em cạo vào nghe rất là hay. Cái này nó là phay, phay rất là đẹp. 2, 4, 6, 8 ốc nhỏ mà làm lắm ốc ghê, hàng rất là đẹp luôn. Có một số dòng này ở trong kho em vẫn còn nhưng nó xấu hơn, thì ưu tiên anh em là mua thợ về dọn, giá rất là tốt. Nó xấu hơn thì các bác về dọn dẹp, dọn lên thì có thể lấy công làm lãi. Đây là đôi Pioneer Z83, đôi này 285, 2.850.000, màng carbon gân zin đẹp. Rồi đây là đôi Victor Z71, cặp này cũng màng carbon gân zin, cặp này bán 2,9 triệu. Đây, Z71. Đấy. Đây đôi LD nữa. Em đôi LD nữa cho các bác. LD F5. Đôi này em bán 2,7 triệu. LD là Hitachi nhé. Đây quay xa để các bác nhìn. LOD là Hitachi. Hitachi là tên thương mại khi hãng xuất đi thị trường các nước thì đặt lấy tên là Hitachi. Còn khi dùng là LOD thì là dùng ở thị trường nội địa thôi. Đấy, tuy nhiên mà cái đôi này nó làm người ta rất là cẩn thận, người ta phải in thêm cái Hitachi. Có một số dòng vì người ta không in Hitachi ở đây, người ta in Hitachi đằng sau. Đấy, bởi vì người ta muốn cái tên thương hiệu nhiều người không biết thì người ta in luôn ở đây. Đấy, sơ qua clip này cũng cố gắng ngắn thôi cho các bác theo dõi cho nó đỡ mất thời gian, khoảng mười mấy phút thôi. Đấy, thì từ đầu clip đến giờ thì gần như là đôi nào cũng cỏ và đôi nào cũng báo giá cho các bác.
và tầm tiền chỉ tầm trên dưới 3 triệu, hơn 2 triệu thôi. Và có một cái là cái gì em cũng báo là rất là đẹp. Thực tế thì cái đấy thì là cái chủ quan của cá nhân thôi, bởi vì không có ai bán hàng mà lại bảo hàng mình xấu cả. Còn đẹp hay xấu thì mời các bác comment ở dưới comment và các bác chốt đôi nào thì điện thoại ngay cho thằng audio đấy. Sẽ lượt lại một lần nữa cho các bác ngắm nghía đấy. Đấy, tầm tiền thì nó rất là nhiều loại. Đây, chọn hàng ra đẩy hàng và chuyển đi cho các bác. Trong lô này thì có mấy chục đôi thôi. Hôm nay là ngày 16 tháng 7 năm 2019. Có mấy chục đôi này thôi. Anh em nào ở Hà Nội thì chạy qua em thì rất là tiện. Địa chỉ thì đây nhé, các bác chụp ảnh màn hình vào. Đây, địa chỉ đây. Em đọc cho các bác nhé. Đọc to rõ ràng cho các bác. Nếu trường hợp mà các bác mà ví dụ cận mà không nhìn thấy thì các bác ghi vào này. Điện thoại là số 098 369 8887, số nhà 67 ngõ 225 Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Các bác vào đến phố Nguyễn Đức Cảnh nhé, thì các bác tìm trong ngõ 225. Vào đến ngõ 225 rồi thì các bác sẽ tìm đến nhà số 67. Đấy, phải tìm lần lượt như thế. Đầu tiên phải tìm phố, xong mới tìm ngõ, xong đến tìm đến số nhà. Đấy, còn vào đến ngõ rồi các bác mà chưa biết thì các bác có thể điện. Còn vào đến ngõ 225 các bác đến ngã ba thứ hai bác rẽ phải là tới ngay. Tức vào vào đến ngõ và chỉ cần rẽ một lần nữa là tới nhà thôi, chứ không phải lòng vòng dây điện gì cả. Và trong ngõ có chỗ đỗ xe thoải mái các bác nhé. Xe ô tô các đỗ thoải mái, đỗ free luôn. Đấy, đây là toàn cảnh cái lô hôm nay. Lô hôm nay thì nhiều hơn lô hôm trước. Cách đây từ cuối tháng 6 em đã làm đến lô này lô thứ 3 rồi. Và lô này là nhiều nhất. Đấy, và anh em đón nhận rất là nhiệt tình. Đấy, em nhắc lại một lần nữa là còn rất là nhiều các cái dòng khác. Trong cái lô vừa rồi em báo giá ấy, thì anh em nào mà quan tâm dòng gì thì điện. Còn chưa phải cái nhu cầu của anh em. Ví dụ anh em nhu cầu những cái đôi đẳng cấp hơn, đắt hơn thì anh em cứ nhớ đăng ký để xem những cái clip khác. Cái nào nó hữu ích thì các bác điện thoại. Đó. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.